Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 của Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 8. Thực hành lắp ghép xếp hình. Bài số 1, em hãy chọn các hình trong bộ thực hành toán tiếng Việt để xếp thành các hình sau. Như vậy cái này chúng ta cho qua cái phần này ha. Đọc qua. Chúng ta qua tiết tiếp theo. Tiết số 2. Cho 4 miếng bìa hình tam giác và 1 miếng bìa hình chữ nhật. Đây, 1 2 3 4 miếng bìa hình tam giác và đây là 1 miếng bìa hình chữ nhật. Em hãy ghép thành các hình dưới đây. Cái này là hình vuông. Hình vuông thì chúng ta sẽ chia làm hai ra. Làm hai ra thì nó sẽ là một miếng bìa hình chữ nhật. Rồi, một miếng bìa hình chữ nhật nó vào đây, được không? Vào đây. Có thể là nằm ở trên hoặc ở dưới. Nếu như chúng ta cho ở dưới thì cái ở trên thì chúng ta sẽ còn lại là bốn miếng bìa này. Bốn miếng bìa này thì chúng ta sẽ kẻ làm đôi này ra. Kẻ làm đôi này ra. Và chúng ta chia cái này ra làm cái ô vuông này làm hai phần. Và có ô vuông này làm hai phần. Đó. 1, 2, 3, 4. Đây chúng ta ghép vào đây. Ghép vào. 1, 2, 3, 4. Cái này ghép vào 4 miếng vào đây. Và cái hình chữ nhật này chúng ta ghép vào đây. Rồi qua hình này. Như vậy chúng ta có là. Có hình này. 1, 2, 3. Rồi cái hình chữ nhật này vào đây. Bây giờ trong này thì coi như là dư một miếng, rồi 4 miếng mà dư một miếng. Rồi còn hình này thì đơn giản, hình chữ nhật vào đây và ghép cái hình tam giác vào đây. Còn hình này hình chữ nhật đây và ghép hai cái hình vào đây. Như vậy là dư hai miếng. Cái này dư tới 3 miếng hình tam giác. Nó qua bài số 2. Nối hai miếng ghép để được một hình tròn. Hình vuông, tam giác và hình chữ nhật. Thứ nhất là hình tròn. Đây, cái miếng này và miếng này nó được ghép lại với nhau được một hình tròn. Đây là nửa hình tròn, đây là nửa hình tròn. Tiếp theo, cái miếng này và miếng này dính vào đây. Cái này nối không được, chúng ta nối bằng kiểu này. Nè. Rồi cái miếng này thì gắn vào đây. Và cái này thì gắn vào đây. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.